Coi nó ăn cơm nè, bữa nào kêu ra bàn ăn thì ra bàn ăn, còn không thì ngồi không hóc không kẹt ăn nè, như chuột rồi vậy đó. Cũng cơm cháy tiếp nè, cơm cháy mà ăn cơm ăn với bơ nha, ăn cơm cháy với trà bông, dưa leo chan nước mắm vậy, ăn với bơ nữa. Ăn món đẹp da không ha. Em ăn gì chưa? Chưa chưa thì ngồi không hóc kẹt vậy ra coi cái phòng giống ổ chó ổ heo vậy, ổ chó thật hơn. Cái này kêu bằng ổ gì ta, cái này kêu ổ gì, Ủa chưa? ổ chuột ta. Trời đất ơi, ăn nè, nào là dưa kiệu nè, rồi dưa leo nè, rồi bơ nè, rồi cơm cháy nè, rồi trà bông nè, rồi xong rồi cái gì á, rồi xong rồi mới chế nước mắm vô. Trời đất ơi, Nên làm ngon à nước mắm là ngon phải không. quá. Nước mắm này của chị Trang làm đó. Trời, cha thấy Alex ăn ốc hấp dẫn không mọi người. Đó, Alex ăn mấy món gì đây nè. Còn Alex ăn cá là cá phải là cái gì, cá xay mần hả, cá bát đó, nó ăn gì đó. Còn thôi thì nó ăn mấy món riêng của nó ăn gì nè. Cái này là thịt chà bông, cái này là thịt gà chà bông, cái đó là của Hằng mua bỏ tủ lạnh đó. Đó, rồi cơm cháy, rồi dưa kiệu, rồi dưa leo, rồi trái bơ. Trời đất ơi. Rồi bây giờ cái người nó còn lở lét dữ không, tại vì bây giờ ở trên mạng đó người ta quan tâm quá rồi, người ta cứ gọi điện thoại cho tôi nhiều lắm, người ta coi, người ta cứ gọi rồi người ta nhắn tin rồi người ta comment, là người ta nói là Alex bị dời leo, phải cử nước rồi cử cái gì tùm lum tà la rồi, còn nếu không là chết. Nhưng mà bây giờ nó khô không, Alex dở lên coi thử đi cho mà quý vị khán giả yên tâm đi, người ta quan tâm, người ta thương Alex, người ta mới mới nói như vậy á. Thì bây giờ Alex dở lên cho người ta coi thử khô rồi để cho mọi người yên tâm khỏi có sợ nữa nha. Dở lên coi. Thế thôi, ai cũng sợ gọi điện thoại quá trời luôn. Rồi không không có dở nách hả? Dở nách trời ơi, quá cả hả? Ồ nó không có dở nách, cái dở lên gì thôi. Nó Nè, đỡ dơ ra rồi. sáng một chút à, coi như đỡ rồi. Cái này giống như nó nổi sẩy ở dơ quá không tắm á. Cái này ở dơ quá không tắm. Rồi xong nó mới bị như vậy. À, chứ không phải là bị dời leo đâu, nhưng mà cái nách nó mới lở lét. Cái nách đâu, dở cái nách lên coi, nó mắc cỡ nha quý vị, nó không có cho ai coi hết trơn á, chỉ cho coi tới cái tay đó, còn nó cho thằng coi từ cái bụng nó trở lên cái nách. Là hả, cái nách nó lở máu luôn, ghê quá. Rồi cái bụng thì hột tấm tấm giống như cái tay nãy vậy thôi. Thì cảm ơn bà con cô bác quan tâm Alex đi nè, gửi lời cảm ơn. Thank you. And thank you for the generous heart and gratitude. Thank you. Nói lại tiếng Việt để mấy cô lớn tuổi gọi quá trời luôn nè. Mấy cô lớn tuổi gọi á, kêu bằng mấy cô thì phải nói bằng tiếng Việt cho mấy cô nghe. Nhai nuốt xong đi nói. Alex xin chân thành đa tạ cũng như là cảm ơn cho tất cả mấy cô và mấy người thân mến và follow up with Hằng Kali mọi sự. Cảm ơn quan tâm Alex đó. Thì cũng nhờ quý vị cảm ơn quan tâm Alex. And thank you. Ok. Have a great day. Bye. Ok. Đó, mấy cô, mấy chị đó, hầu như ai cũng thương Alex hết trơn á. Nhắn tin quá trời, gọi điện thoại nữa, rồi trong mấy cái comment á là hả, nói cái đó là Alex bị giống như là một là bị lá phôi sinh ốp, hoặc là bị cái nổi kêu bằng cái gì, nổi trái gà hả,
đó, ai cũng bình luận hết trơn. Rồi có mấy cô gọi điện thoại nói là Alex phải cử cái này, Alex phải cử cái kia nhiều lắm đó, nhưng mà không biết Alex có nghe lời không. Rồi mấy cô thì nhắn là nói là Alex phải đi bác sĩ nữa, nhưng giờ không biết Alex có chịu đi bác sĩ không. Có chịu đi bác sĩ không? Không hả? Vậy không rồi làm sao nó hết được? Hả? Để nó tự động nó hết hả? Rồi nó không hết lỡ chết thì sao? Không chết luôn hả? Trời ơi mấy cô ơi, hôm qua nó ăn hai con cua rồi, thằng nói cái đó không được ăn cua. Hồi nãy mấy cô cũng gọi mấy cô nó không được ăn nếp, không được ăn cua. Nhưng mà Alex ăn nếp luôn, Alex ăn cua luôn. Hôm qua ăn hai con cua rồi. Rồi bây giờ gỡ cua một đống rồi, ngày mai là có nấu bánh canh cua ăn nữa rồi. Chết rồi cua không. Sao Alex nó nhịn đây? Chắc khỏi nấu đi, chứ nấu ở đây thì nó không nhịn được, nó ăn đi khỏi lành luôn á. Lành rồi. Lành này hả? Rồi nó ăn cơm cháy nếp không á mấy cô ơi, mấy cô. Mấy cô ai cũng thương nó, kêu phải cái này, kêu thằng nói nó phải cái này, phải cái kia tùm lum. Đó. Như vậy là Alex có quý những cái tấm lòng mấy chị mấy cô thương Alex như vậy không? Quý phải không? Vậy Alex đừng có để cho mấy chị mấy cô thất vọng nghe chưa? Phải gắng sống ngoan, sống tốt ha. Ok, Alex hứa là Alex phải làm á. Phải sống ngoan, sống tốt, phải mình là còn một con người chứ đừng có để thành khùng nghe chưa? Ok. Đó, bệnh hôm qua có nói cái vụ nó lỡ lét thôi mà quá là trời, ai cũng quan tâm, ai cũng gọi điện thoại, ai cũng nhắn tin. Thiệt là tội nghiệp mấy cô luôn á. Hằng cảm ơn mấy cô nhiều nha mấy cô ơi. Tại vì mấy cô quan tâm mấy cô mới gọi, chứ mấy cô không có quan tâm thì không có gọi đâu. Hằng cảm ơn mấy cô rất là nhiều đã yêu mến mấy anh em trong chương trình của Hằng Kali. Bây giờ mới đi suối về mệt gần chết. Xong á thấy Alex nó bới một dĩa cơm, nó chung vô trong kẹt trong phòng gì ngồi ăn nè. Ngoài bàn không có ăn. Khi nào mà Hằng ăn á, chung á, Hằng quay ẩm thực mới ăn ở ngoài bàn đó, không thôi là nó vô kẹt nó hóc không gì nè. Đó, chốt một kẹt ăn. Đó. Ok, vậy ăn đi ha. Rồi. Mới hồi nãy Hằng quay nó ăn cơm. Quý vị thấy không? Cái dĩa cơm ngồi ở đây ăn xong té mỏng còn một hộp. Xong rồi té xuống ngủ không biết trời chăng luôn. Nó ăn xong là nó nhắm con mắt liền à. Quý vị thấy hồi nãy lúc Hằng quay đó, Hằng nói nó bị bệnh đó. Nó đang ăn dĩa cơm thiệt là ngon nha. Xong bây giờ nè. Đó đó, bây giờ là Hằng thấy không còn một hộp nha quý vị. Không còn một hộp. Có một chùm nho ăn cũng hết luôn. Rồi, không còn một hộp. Rồi ngủ luôn. Coi như là ngáy luôn, không có ngáy, không có ngáy. Ngáy, ngáy chút chút. Thằng nói là không phải gắt với nước sơn. Rồi xong rồi, cho hết rồi. Nóng quá. Xong rồi, bữa nay nóng quá nha. Trời ơi, bữa nay trời nóng rồi, mà ngã kia không? Trời ơi, đứt quần hàng dơ dữ lắm hả? Đứt nước xong quá trời. Dạ, để hồi ra thấm nước chùi nó mới được. Đi lết với cái chỗ ông Hoàng hồi nãy. Ngồi đi lết xuống không biết sao nước sơn đâu, lum la chưa. Ủa, không chêm tài chế ngồi. Đâu có nghĩ là chêm đâu, thấy cái gì là ngồi đại xuống. Hằng cũng bụi đời lắm. Đi tới đâu cũng lết, cũng bẹp vậy. Nước sơn là lết hết giờ. Nước sơn này về mình đổ dầu ăn coi. Rồi mình chà nó thử coi. Mà có lỗ một chút cái gì dầu hôi á. Ở đây mình đâu có dầu hôi đâu. Ở Mỹ hình đâu có mua biết dầu hôi đâu mua đâu. Còn nó là có dầu. Nóng quá. Trời hôm nay sao mà nắng xuống nữa. Trời nắng cũng la, trời mưa cũng la. Trời nắng cũng lạnh la. Quá cũng la, không thà là lạnh. Coi như là bữa nay Hằng nấu 6 lon gạo. 6 lon gạo hai cái nè ha. Một nồi cơm điện Hằng nấu được 1 lần 3 lon, Hằng nấu 2 lần được 6 lon. Đó, với kho một hộp cá đó, cái hộp chuông trắng hồi nãy đó. Rồi dưa leo, ăn hết trơn rồi. Mà ổng ăn không đủ luôn thấy không? Ông Tiến không đứng không canh, nếu mà còn thì ông lấy.
mà nếu đi lại cái gì lại thư viện là không có đủ chia, tại thư viện nó đông lắm. Nếu lại thư viện là xong một ngày rồi đó, xong một ngày rồi đó. Bây giờ đi về á, ông Thành muốn lấy cá á, cái tôi kho thêm cho ha, cho ông múc về ông ăn cái này với cơm. Ông thấy nãy ông thèm không? Cũng ngon quá à. Nó không có xương gì hết á, cứ bỏ vào miệng nhai với cơm thôi à. Cái đó ăn đã. Ăn đã hết, nó không có xương gì trơn á. Kho cho cay, tiêu, bỏ hành vô đó. Người ta đi nói gì là bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơ. Ngon lắm, ngon lắm. Mệt quá ha, mệt thiệt chứ. Mày trả. Hồi nãy đi cho cơm xong là quải cái ba lô. Cái ba lô nó có nào là điện thoại quay phim, nào là đồ nghề, đồ là đủ thứ đồ của hàng ở trong đó. Anh mới quải xong lúc ngồi xuống bỏ quên chỗ anh Hoàng. Xong rồi đi về nhà, nãy giờ cả buổi hàng đang nấu ăn, hàng nhớ sực cái ba lô ở đâu. Bây giờ bắt đầu chạy xuống chỗ anh Hoàng lại. Nhưng bây giờ cầu mai thôi, cầu mai thôi, có còn hay không? Ông mấy ông chạy trước rồi kìa. Cầu mai có còn hay không chứ không biết nha. Trời ơi, tại vì mất điện thoại không có sao, nhưng mà có cái là đủ thứ cái tài liệu của mình ở trong đó quý vị, đủ thứ tài liệu trong đó mà mất cái điện thoại là xong, mệt lắm. Giá là còn đi biết không mà ông dữ vậy, không biết luôn hả? Ông không biết luôn. Vậy là nãy giờ không có ai lại gần ổng, không có ai lại chỗ ổng. Oh my god, anh không biết luôn hả anh Hoàng? Anh không biết cái giỏ của em để đó luôn hả? Trời, anh biết không, đủ thứ đồ nghề trong đây, đồ làm việc của em á. Không cần để ý đâu. Ừ, đồ làm việc của em luôn. Trời ơi, mà để đây nãy giờ không có ai tới đây ngồi với anh hả? Ai lại vậy? Ồ, mẹ này nọ mà lại ngồi nè, nãy hàng để y chỗ đây nè. Nó biết đồ của em hả? Không mà anh biết à, anh có biết không? Anh không biết thiệt luôn hả? Trời, tại vì coi cái định vị của cái điện thoại nằm đâu, nó còn nằm đây. Ồ, vậy hả? Ừ. Ôi làm trời. Hả? Ừ, vậy chắc nó muốn em xuống thăm anh lần thứ hai. Nó muốn em xuống thăm anh. Em nói không biết, ổng biết không đâu đưa con nữa. Ôi là trời, còn y nguyên nằm y đó luôn thiệt hả? Không ai có điện thoại chống không? Có hả? Vậy là có, cũng có mấy thằng ngồi ghế này hả? Không, không có, nó ngồi ngay đây. Không, ngồi đây. Nãy túi nó ở đây nè. Nãy túi em để đó, đúng rồi. Nãy túi hàng để yên gì nè quý vị. Ô là trời, chắc nó cũng tưởng túi đồ gắt được thôi. Không có, nhưng mà chắc nó không lấy. Có dạ. Anh ở nhà nó không lấy. Có anh ở nhà nó không dám lấy. Ồ, trời ơi, em nói mất điện thoại không có sao, mà tại vì cái mấy cái tài liệu làm việc của em á. Tài liệu làm việc thôi. Trời ơi, hết hồn quá đi. Nè anh bé cầm á. Tài liệu nhau quăng. Bị bá gì vậy? Ô là trời, còn nguyên nè, nó không có lấy. Còn nguyên nè, nó không có lấy thiệt luôn á, điện thoại con nè. Ôi là trời, làm mình hết hồn. Trong đây còn thuốc lá nè, lấy thêm gói được hết rồi. Ôi là trời, còn nguyên luôn. Vậy là anh nãy giờ anh ngồi nhà đó, chứ mà anh đi là tiêu rồi. Đúng rồi, anh biết anh ngồi nhà cho canh ra mà. Anh đi lỡ lỡ nó lấy quải đi thì ai biết. Ai biết phải không? Nói đi rồi. Làm hơn nha. Có gì đâu con. Ăn cơm no rồi phải không? Hả? Ăn cơm no rồi. Ok thôi em đi về. Ok ba em. Em chào anh ba em. Rồi đi về. Trời ơi trời, hết hồn hết vía luôn. Nè quải đi nhé. Ông mía chạy vô nó vẫn nằm yên chỗ đó, ngay cái ghế đó luôn. Đó ông kêu ngồi ông giữ vậy mà. Ông ngồi ngay đó thì ở đâu dám quải. Đúng rồi. Chứ nãy mà anh đi là quải rồi. Đó thấy không. Ok ba anh. Trời cái gì ông ói gì ông mía. Đi. Cái gì vậy ông này? Ăn nho đó đó. Ăn nho ói. Cái nho đó đó không ăn được. Ông hay ói vậy lắm á. Đi đi lên đường này nè. Ôi trời. Quải lên đi, đeo lên đi. Đó.
Không, vậy là ông bị đau bao tử rồi ông mấy ơi. Bị bao tử á. Sao rồi ngủ ban đêm cũng hay ra ho rồi ói vậy đó thằng nghe hoài à. Coi chừng đi bác sĩ đi nghe, lâu rồi ông cũng đi khám bác sĩ á. Đi lên lên đường này. Trời ơi, à, tôi kêu ông á lẹ chân á, ông chạy lẹ đi, thấy vậy giống đi bộ hay dữ lắm. Ông chạy vô ngoài ra ông nói còn. Làm mình hết hồn. Hết hồn hết giá. Coi bà Linh kìa, coi bà Linh kìa, coi bà Linh kìa. Bà làm gì bà Linh? Trời đó. Linh nó cũng trời đài đó. Tự nhiên thích sống vậy à. Làm mình hết hồn hết vía. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đi chứ mắc gì cái then chi cho cực vậy? Sao bữa hổm ở chung với then với ông gió mà. Mình đâu có ở với ông gió đâu. Ủa không ở ông gió nữa hả? Không. Rồi giờ cuốn cái này của ai đem? Không còn quý vị ơi. Anh nóng quá. Hàng chưa có ăn gì luôn á. Hồi sáng giờ uống ly cà phê nha. Xong bữa trưa á lo nấu cơm, lo kho cá mệt quá. Lấy một hộp vô gạch ăn với mấy hạt nếp. Rồi, hồi nãy về nhà kho cá tiếp. Để ngày mai đi cho mấy ông ăn nữa, mấy ông chỗ khác. Cái xong cái gì? Kho cá tiếp cái. Nhớ sực lại mình nói đi lấy cái ba lô ra để mình lấy đồ gì đó. Hỏi ông mé cái tưởng ở ngoài xe. Kêu anh Don chạy ra xe, cái nhớ sực, ô chết rồi, không có cái ba lô. Là nhớ là biết ngay là bỏ cho anh Hoàng. Tại vì hằng ngồi đó là bới cơm cho anh Hoàng ăn. Mới lấy cái ba lô bỏ lên đó. Đó thì thằng nói à, trong đó nè có cục chạc pin điện thoại, có cái điện thoại để quay phim, rồi có thuốc lá, rồi có mấy cái bộ mà microphone, bộ microphone bộ mấy trăm đồ nghề, nói chung là cái vỏ đó là đồ nghề để đi khi đi quay phim đó, mình hết mình có để mà thay đổi á đó. Mà thằng nói mất, ví dụ mất thì không có sao, mình cũng lỡ mất thì thôi đi. Nhưng mà mất mấy cái tài liệu trong cái điện thoại của mình, mình để tùm lum đồ tài liệu trong đó. Ôi mừng quá, mừng quá. Tại vì anh Hoàng ổng ngồi đó, ổng vẫn ngồi đó. Chứ mà ổng mà ổng đi giống như hồi sáng nữa là ổng đi là xong rồi. Là cái vỏ tiêu rồi. Trời, chưa có ăn cái gì luôn. Mới lấy tô dưa hấu ra kho cá xong để đó, vừa ngồi kho cá rồi vừa lấy tô dưa hấu lên ăn đó. Ăn tô dưa hấu rồi còn nấu được một nồi cơm cháy nếp rồi luôn á. Là cái vỏ đó mình để đó từ hồi lúc trưa buổi sáng nhất đó anh nhé, tới bây giờ mà không ai lấy. Quý vị coi nguyên một cái vỏ đồ nghề của anh dục nằm giữa ở dưới chỗ anh Hoàng vậy mà tới bây giờ còn nguyên. Ông Hoàng có là ông ngồi đó không mất á, chứ ông đi là mất rồi. Hên hên hên. Ok, nói tóm lại là hên, bây giờ đi về. Mệt quá đây. Mệt quá đây. Muốn xỉu. Ok.